thưa quý tòa thân chủ của tôi không hề có tội bằng chứng đâu anh ta bị quỷ ám đây là vụ án đầu tiên ở nước Mỹ mà luật sư đã bảo chữa cho kẻ phạm tội bằng cách chứng minh anh ta bị quỷ ám. Thì đây là lần đầu ở Mỹ thôi chứ còn ở Trung Quốc thì người ta xét xử ma quỷ từ cái thời Trung Cổ rồi mà thậm chí là còn là người da đen xét xử. Đây là phim tài liệu kể lại một trong những chuyến công tác nổi tiếng của hai vợ chồng nhà Warren. Nó nổi tiếng đến mức được Warner Bros. nhét vào chuỗi phim The Conjuring. Và video này được mang đến cho bạn bởi content sang sung và giọng đọc vui vẻ để chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới để chúng tôi có thể chỉnh sửa ở những video sau mở đầu phim thì chúng ta được nhắc nhở rằng phim sẽ chứa những đoạn ghi âm khá rùng rợn đầu tiên thì hãy cùng nhìn qua sơ nét bối cảnh của gia đình grabzo gia đình grabzo là một gia đình kiểu mẫu ở mỹ đông con bố thì đi làm hai job mẹ thì dành phần lớn thời gian ở nhà chăm sóc con cái và đi nhà thờ annie johnson là bạn trai của người chị cả debbie annie rất được lòng gia đình vì anh là người khá hòa đồng tháo vát sẵn sàng sắn tay làm đủ thứ chuyện trong gia đình bạn gái nếu cần thiết những câu chuyện ma quái bắt đầu khi cả gia đình quyết định chuyển đến New Town. David Glazo là người ra út trong gia đình 4 người và cũng là người bị nhập hồn đầu tiên. Anh chị em nhà Glazo thì khá hòa thuận, chỉ có một chút bất hòa đối với người con trai thứ ba là Carl. Có lẽ vì Carl không béo tốt như hai em trai và cũng như là có suy nghĩ đôi chút trưởng thành hơn. Chị cả Debbie thì đang có mối tình đẹp như mơ với Arnie. Bọn họ dự định sẽ kết hôn vào mùa xuân. Vào ngày 2 tháng 7 năm 1980, Debbie đã tìm được một căn nhà ở New Newtown và cả hai sẽ chuẩn bị dọn và sống chung ở đó một thời gian. Lúc này thì David mới chỉ 11 tuổi. Vì việc dọn nhà tốn nhiều thời gian và công sức nên Debbie đã vận động các em trai đến hỗ trợ dọn dẹp. Vừa đến nơi thì David cảm thấy được ngay một sự kỳ quái, một cảm giác mà thường thấy từ một người yếu bóng vía. Nhưng mà vì còn phải giúp chị mình dọn dẹp nên là David gạt đi nỗi sợ và bắt đầu làm việc. Debbie phân chia từng khu vực dọn dẹp cho các em trai. David dọn phòng ngủ chính và chủ yếu là quét nhà thôi nên là cũng không có gì quá nặng nhọc. Dọn dẹp được một lúc thì David chạy một mạch ra khỏi căn nhà và đòi về. Và cả nhà cũng phải chiều theo ý của David lên xe trở về nhà. Trong bữa tối cả nhà coi quần để nghe david kể lại chuyện đã xảy ra khiến cho cậu bé phải chạy hất tha hất hải khỏi căn nhà david kể lại là lúc đang quét sàn thì cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến gần lại mình rồi đột nhiên bị đẩy ngã xuống giường <laughs> lúc nào ngủ xuống giường thì đã nhìn thấy một vật thể quái dị có hình hài một người đàn ông với cặp mắt chỉ có lòng đen và nó thì thầm rằng david nên cẩn thận vì hắn sẽ chiếm lấy linh hồn cậu bé cả nhà nghe xong thì đều thấy hoang mang không biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện cậu bé đang dựng chuyện để trốn việc hay là đã tay máy đến tủ thuốc rồi bị hoang tưởng ảo ảnh người mẹ thì nói thôi để mai tính giờ thì cả nhà phải đi ngủ khuya rồi David lên giường nhưng trằn trọc không ngủ được vì những chuyện ghê rợn xảy ra vào buổi sáng. Cậu còn nghĩ rằng thực thể kia đang tiến dần đến nhà mình và không ngủ được thức đến sáng. Cùng lúc đó thì Judy, người mẹ tần tảo của gia đình cũng không tài nào ngủ được tại vì lo lắng cho con trai. Như một con trên ngoan đạo thì bà không loại trừ khả năng là David đã bị ma ám. Bà lập tức liên hệ đến cha Dennis nhờ ông đến ban phước cho gia đình. Sáng hôm sau, ông đến và thực hiện đầy đủ nghi thức ban phước, nhưng mà có vẻ nghi thức này đã chọc tức thực thể kia. Bằng chứng là những ngày hôm sau, gia đình Lazaro đã trải nghiệm những chuyện còn quái đản hơn. Và một một đêm nọ, David hét lên đánh thức cả nhà dậy vào lúc 3 giờ sáng. Họ hốt hoảng chạy vào thì thấy David đang thất thần, nói lên trong sợ hãi rằng hắn đang đến, hắn đang ở đây, hắn đến để trừng phạt con. Rồi cả căn nhà đột nhiên rung chuyển như đang có vật gì đó đâm sầm vào. David lúc này càng hét lớn hơn, nói rằng đừng ai đi khỏi căn phòng, con quỷ đang ở ngoài kia. Những rung chuyển này kéo dài gần một phút, những người có mặt lúc đó hoàn toàn tin rằng bọn họ đang phải đối mặt với thế lực hắc ám và đương nhiên là họ không biết phải làm gì để đối phó với thứ này. Theo lời kể của Alan, con trai thứ trong nhà họ được bà đồng coi tarot hàng xóm giới thiệu đến nhà điều tra tâm linh cao tay hơn cặp vợ chồng quỷ học nổi tiếng ed và lauren warren Debbie ngay đến đây thì liền đồng ý liên hệ ngay vì với vai trò chị cả trong gia đình thì cô không muốn có bất kỳ thực thể tâm linh nào quấy phá sự bình yên cả. Cho những anh em mà chưa biết về hai vợ chồng này thì họ là cặp đôi sẵn sàng mua vé máy bay đến bất kỳ đâu có hiện tượng siêu nhiên. Ông chồng thì là một chuyên gia về quỷ học, còn vợ là một nhà ngoại cảm. Họ bắt tay với nhau để hỗ trợ trừ tà ở bất cứ đâu khi cần thiết theo lời người cháu Chris của hai vợ chồng thì hai người thực hiện rất nhiều cuộc điều tra tâm linh thông qua khả năng ngoại cảm của bà lauren bà đã nói chuyện và trừ khử thực thể đang chiếm hữu thân xác một người và cặp đôi này đã có phim trên toàn quốc tế thông qua vụ thảm sát ở amityville một vụ án cũng do thế lực hắc ám sai khiến con người trong gia đình ra tay hai vợ chồng đã đóng vai trò khá quan trọng trong việc chứng minh có thực thể ghê rợn đã đứng đằng sau giật dây cho hành động tàn sát trên đây cũng là một vụ án khá thú vị bởi những chi tiết nổi ra gà xuyên suốt quá trình điều tra chúng tôi sẽ làm video về vụ này sau Quay lại với hai vợ chồng thì vào những năm 80-90 ở thế kỷ trước, họ đã nổi tiếng bởi những đầu sách kể về những chuyến công tác tâm linh của mình. Và tính tới thời điểm hiện tại thì những đầu sách thuộc thể loại kỳ dị, bí hiểm vẫn luôn giữ được phong độ, không bao giờ hết hot. Vào những giai đoạn từ năm 2013 đến 2021 thì họ càng được biết đến nhiều hơn nhờ chuỗi phim kinh dị Conjuring và Annabelle lấy cảm hứng từ những cuộc điều tra tâm linh của hai vợ chồng nhà Warren rồi thu thập thêm một số fan tâm linh trong đó có cả người viết script này. Có thể nói là quá trình ngoại cảm điều tra của hai vợ chồng này khá thú vị. Quay lại những tình tiết của gia đình nhà Glass thì họ lập tức liên hệ với Ed và tìm kiếm sự giúp đỡ. Ed nói sẽ đến và mang theo bác sĩ để sẵn sàng kiểm tra sức khỏe tinh thần cho David. Khi hai vợ chồng đến nơi, họ lập tức tạo được thiện cảm trong mắt gia đình Glass rồi bởi sự đáng tin cậy trãi của ed và sự nhẹ nhàng tinh tế trong lời nói của lauren sau khi kiểm tra thì bác sĩ kết luận là david không hề có dấu hiệu bất thường về tâm lý lúc này thì hai vợ chồng bắt đầu thực hiện quá trình điều tra tâm linh do thử công lực của thực thể đang muốn chiếm hữu david ed lấy ra chiếc máy ghi âm và bắt đầu trò chuyện sau một hồi xã giao để david cảm thấy thư giãn thì ed bắt đầu khiêu khích thực thể kia nói rằng nếu nó đủ mạnh thì hãy làm sập căn nhà đùa đấy thế thì ác quá thực ra là gõ lên bàn 3 tiếng nghe được lời khiêu khích thực thể kia phô diễn sức mạnh làm rung chuyển căn bếp đèn thì nhấp nháy Quẩy được một lúc thì nó dừng lại Ed lập tức trấn an David David lúc này đang rất sợ hãi vì biết rằng cho dù hai vợ chồng kia đang điều tra thì thực thể kia sẽ tìm cách trừng phạt cả gia đình Lauren thì đi tới đi lui, nói nhỏ với Ed rằng bà đang thấy một thứ gì đó màu đen sẫm đứng kế bên David. Hai vợ chồng Warren kết luận rằng đây không đơn giản là ma ám mà là một thực thể ma quỷ đáng gờm người cháu Chris kể lại rằng theo Ed thì quá trình ma ám sẽ diễn ra trong năm bước một là cho phép hai là quấy phá ba là áp bức bốn là chiếm hữu và cuối cùng là cái chết theo như Ed cảm nhận bối cảnh lúc đó thì david đang trong giai đoạn thứ ba đây là giai đoạn vô cùng nguy hiểm vì thực thể kia đang kiểm soát suy nghĩ dẫn đến việc thực hiện những hành vi kỳ quặc ngoài ra còn đưa ra những thông điệp đe dọa thông qua vật chủ ed đề nghị mẹ judy liên hệ với giáo hội ngay bà đã thử với nhà thờ địa phương từ trước nhưng mà không mấy hiệu quả ed nói thêm rằng ông sẽ hỗ trợ gia đình thực hiện điều đó điều gia đình grab rồi cần làm lúc này là cảnh giác và ghi âm chụp ảnh lại mọi thứ để tạo chứng cứ nhằm trình bày với những người có quyền hạn trong giáo hội rồi họ sẽ cử hành một buổi trừ tà hiệu quả hơn trong thời gian chờ đợi thông tin từ ed và loren thì cả nhà lúc này lấy máy ghi âm và máy chụp hình polaroid để chụp lại những khoảnh khắc và ghi âm khi mà có hiện tượng siêu nhiên xảy ra và trong một buổi tối mùa hè cả nhà đang quây quần xem tv thì bỗng nhiên david hành xử kỳ lạ rồi ngất lịm đi mẹ judy liền chạy tới xem tình hình còn các anh chị em thì lấy máy chụp lại rồi ghi âm những lời ma mị được thốt ra từ david Cả đêm hôm đó, cả nhà phải thay phiên canh chừng David theo cặp vì cậu liên tục tấn công họ. Sáng hôm sau, Judy gọi báo tin cho hai vợ chồng biết về sự việc vừa rồi. Họ đến nghe những cuốn băng ghi âm và cho rằng cậu bé đang ở giai đoạn thứ tư là chiếm hữu nên rất có thể sẽ xuất hiện những hành vi tấn công người khác lẫn tấn công chính bản thân David nên là họ phải lập tức liên hệ giáo hội nhờ thực hiện nghi thức trừ tà ngay. Sau một tháng trời chật xin tới xin lui thì giáo hội công giáo đã cho phép thực hiện buổi lễ trừ tà nhỏ. Thực thể chiếm lấy linh hồn David đã thể hiện sự chống đối quyết liệt suốt quá trình diễn ra buổi trừ tà và Điểm nhấn của cái buổi trừ tà là khi Ani, bạn trai của Debbie đã nhảy vào rồi hét lớn vào thực thể kia là nó hãy tha cho David và chiếm lấy tôi đi. Anh này thì hoặc là rất anh hùng hoặc là rất sĩ gái hoặc là rất ngu và kết quả của bất kể đức tính nào ở trên thì đều là không tốt. Sau đó thì David và Ani ngất lịm đi. Ed và Lauren đều nói với Ani rằng cậu không biết là mình đang đối mặt với cái điều gì khi mà dám thách thức thế lực hắc ám. Nhưng mà cuối cùng thì mọi người đều cảm thấy là mọi chuyện xấu đã qua đi. Thực thể kia có vẻ như đã được trục xuất khỏi David hoặc là đã chuyển qua cơ thể của Ani Nhưng mà bây giờ gia đình đã trở lại bình thường Và chí ít là họ đã cố nghĩ thế Sau khi buổi trừ tà diễn ra Hai vợ chồng nhà Warren đã đến sở cảnh sát địa phương Để cảnh báo về một sự kiện đẫm máu Sẽ diễn ra trong tương lai gần Nhờ vào khả năng ngoại cảm của Lauren Nên là bà đã thấy điều này Với cảnh sát thì không thực sự tin lắm Tại vì họ cần nhiều bằng chứng hơn là chỉ là lời nói Thế nên là họ cũng chỉ tiếp nhận thông tin thôi Tuy họ biết là có một số hiện tượng kỳ lạ ở gia đình này Tại vì những hàng xóm gần đó đã phàn nàn về tiếng ồn phát ra từ trong nhà rồi Nhưng mà cảnh sát thì cũng chỉ có thể nhắc nhở xong thôi Và rồi những lời tiên tri của Loren đã trở thành hiện thực Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vụ án của Arnie Johnson. Arnie và Debbie lúc này đã mua một căn nhà để cô tiện làm việc. Debbie thì làm nghề tỉa lông chó, fancy hơn thì là spa thú cưng. Sếp của cô là Alan Bono. Các bạn hãy nhớ ông này, tại vì sau này ông này sẽ hẻo dưới tay của bạn trai Debbie. Sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 2 năm 1981, 5 tháng sau buổi trừ tà, Annie và Debbie lên kế hoạch thư giãn cuối tuần với các em gái của Annie. Buổi đi chơi hôm đó có sự góp mặt của Alan. Họ quyết định ăn chơi cùng nhau rồi làm vài ly rượu vang cho nó vui. Sau đó thì Alan trở nên ồn ào, có chút quấy phá. Annie lúc này đã ngà ngà say, cộng thêm việc buổi sáng hôm nay cảm thấy không khỏe, tâm trạng không tốt, thế là cả hai đã xảy ra ẩu đả. Kết thúc bằng việc Annie xiên Alan bốn phát trong lúc quẫn trí, Debbie đã nói ani đi vào rừng rồi trở về nhà của cô, còn cô thì gọi gia đình và cảnh sát đến hiện trường. david ở nhà lo suốt vó. tại vì cậu bé đã thấy hình ảnh ani đang trên đường về nhà tìm cậu bé để trừng phạt. ani đi vào rừng được một đoạn thì bị tài xế xe cứu thương phát hiện, ngay lập tức anh giữ ani lại rồi gọi cảnh sát đến để đem về trại giam. theo lời viên cảnh sát có mặt lúc đó để bắt giữ ani, anh này trông như người mất hồn, hỏi gì cũng không nhớ và cứ luôn miệng nói mình vô tội, tại vì anh ta không hề nhớ hoặc biết những gì mình đã làm. về phía tâm linh, thì những người tham gia buổi trừ tà hôm đó đều tin rằng ani vô tội tại vì cái kẻ thực hiện hành vi lấy mạng kia là thực thể hắc ám tội duy nhất của Annie chỉ là ngu và sĩ gái thôi thì thế là hai tội nhưng mà thế chắc chắn là nhẹ hơn <laughs> người cơ mà điều quan trọng là họ có chứng minh được điều này trước tòa không các kênh truyền thông liên tục đưa tin về vụ án kỳ lạ này như một sự sắp đặt thì vị luật sư chỉ định biện hộ cho ani cũng tin vào những bằng chứng tâm linh kia và cả những lời bào chữa từ ed và lauren warren ông luật sư tin là không có vị luật sư nào khác trong bang sẽ nhận vụ này nếu mà nghe những lời bào chữa trên và ông sẽ cố gắng cãi thắng vụ ma xui quỷ khiến này Ma Xui Quỷ Khiến là cái tên mà ông luật sư đặt cho vụ án Chắc là để giật tít để thu hút sự chú ý Phóng viên Mike Allen là người được giới thiệu đến vợ chồng nhà Warren Để đưa tin về vụ án The Devil Make Me Do It kỳ lạ này Mike được tiếp cận được những cuộn băng ghi âm lại quá trình điều tra thực thể kia Rồi ông nhanh chóng phát thanh chúng đến với người dân khắp nơi trên nước Mỹ Sau đó thì phiên tòa Ma Xui Quỷ Khiến đã diễn ra vào ngày 28 tháng 10 năm 1981 Thẩm phán là một người bám sát vào tính khoa học nên ông cho rằng những bằng chứng và những lời bào chữa chỉ là bịa đặt nhằm mục đích tư lợi cá nhân để che đậy một vụ án người đơn giản thẩm phán đã bác bỏ hoàn toàn những bằng chứng cũng như lời bào chữa tâm linh trên về phía Annie cũng như những người liên quan, kể cả hai vợ chồng nhà Warren đều cảm thấy suy sụp. Chưa kể là họ đã mời tới rất nhiều linh mục nhằm mục đích chứng minh tính xác thực của bằng chứng, nhưng mà cuối cùng thì cũng công cốc. Annie Johnson thì phải đối diện với mức án 25 năm đến trung thân vì hành vi giết người. Vào ngày 24 tháng 11 năm 1981, tòa tuyên án Annie Johnson phạm tội ngộ sát cấp độ 1 và sẽ phải chịu hình phạt từ 10 đến 20 năm tù. Tuy nhiên thì Annie được thả sau 5 năm bóc lịch vì hành vi cải tạo cực tốt cũng trong thời gian này, anh và Debbie đã dàn xếp để thực hiện một lễ cưới trong tù. Sau khi ra trại thì anh và Debbie đã sống hạnh phúc bên nhau. Đến năm 2021 thì Debbie qua đời. Nhưng mà đến đây thì video chưa hề kết thúc đâu Vì vừa rồi mới chỉ là lời kể từ phía tâm linh Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những lời kể của những người không tin vào tâm linh Cụ thể là người con trai thứ ba Carl trong gia đình Carl lớn lên với tư duy cũng như là cách nhìn nhận sự việc khác hoàn toàn với những chị em của mình Trong mắt anh thì mẹ chỉ là một người làm mọi chuyện theo ý mình Nếu mà không thì bà sẽ nổi giận Khi những chuyện tâm linh xảy ra thì Carl 15 tuổi Và cậu thực sự không tin vào những chuyện tâm linh này Trong mắt anh thì những việc làm của Ed và Lauren đều mang tính chất thao túng tâm lý Theo lời của Carl, kho thì lúc mới đầu xảy ra sự việc họ đến rất thường xuyên kể cả lúc david bị nhập thì họ cũng ở đó ghi nhận lại tất cả và thay vì nhảy vào giúp david tỉnh lại hoặc đưa cậu bé đến bệnh viện nhờ sự giúp đỡ thì kho nói là bối cảnh lúc đó như một buổi diễn trong một buổi tối ma nhập như những ngày trước hỗn loạn được một lúc thì người bố đột nhiên xuất hiện tác động vật lý david một phát điếng người xong rồi david tỉnh như bình thường luôn <laughs> ma quỷ vẫn sợ ăn đấm thôi kho kể lại đêm án mạng diễn ra anh và bố mẹ là những người đến hiện trường đầu tiên lúc đó thì chỉ mới 15 tuổi nên là kho cũng không biết phải làm gì cả anh lật cơ cơ thể của Alan thì nhìn thấy bốn vết thương khá sâu. Alan thở hổn hển cầu xin sự giúp đỡ của anh. Đối với Kho thì gia đình cậu không hề bình thường như những người khác nghĩ. Đằng sau cánh cửa là những câu chuyện mà khá rút cạn sức lực tinh thần. Điều đáng chú ý là khi bố mẹ anh mất thì anh và vợ đã xem lại những đồ đạc của họ Mẹ anh đã viết lại mọi thứ Một phần là do chứng OCD và mắc phải Và anh đã đọc được một tờ ghi chú có nội dung là cả nhà đã uống thuốc Càng xem qua đồ đạc thì anh phát hiện thêm là thứ thuốc này có gì không ổn Hai vợ chồng phát hiện là Judy đã bỏ Sominex vào đồ ăn của gia đình trong suốt một khoảng thời gian dài Đây là một loại thuốc hỗ trợ ngủ Và sử dụng nó trong một khoảng thời gian dài sẽ xuất hiện những tác dụng phụ Hoặc là những hậu quả về sau như là thay đổi tâm trạng, tăng cân và gây ảo giác Khá là dân mô tả với tình trạng của David. Ngoài ra, anh kể thêm về hai vợ chồng nhà Warren. Thì đây sẽ là những chi tiết gây vỡ mộng đối với những ai là fan của cặp đôi này. Đó là sau khi phiên tòa kết thúc thì hai vợ chồng nhà Warren đã đưa Judy cùng với những người con đến Hollywood tham quan lẫn đi truyền thông chung với họ về vụ án ma xui quỷ khiến kia. Đồng thời, muốn Judy chấp thuận cho họ viết sách về sự kiện này bằng cách đưa ra những tương lai giàu có và nổi tiếng. Và họ đã thành công trong việc biến câu chuyện nhà Gladwell và vụ án của Annie thành câu chuyện về chuyến công tác tâm linh của hai vợ chồng. Sau khi hoàn thành cuốn sách thì Judy đã liên hệ với Lauren để hỏi về vấn đề tiền thù lao trong việc hỗ trợ cung cấp thông tin viết sách. Và rồi bố mẹ của Carl nhận được 4.500 đô, còn hai vợ chồng nhà Warren thì nhận được đến 81.000 đô. Đó là vào thời điểm những năm 80 của thế kỷ trước. Còn tính đến bây giờ thì họ vẫn thu được lợi nhuận nhờ chuỗi phim The Conjuring. Trong đó có phim làm về vụ án của Arnie và gia đình nhà Glasgow. Tất cả những gì anh em nhà Glasgow kể về Ed và Lauren Warren có thể tóm gọn trong hai từ là dối trá. Có quan điểm cho rằng là con người tìm đến tôn giáo là bởi họ đang mất dần và những điểm tựa niềm tin việc trục lợi từ tôn giáo nói chung và những niềm tin từ chủ thể tín ngưỡng kiểu ban phước nói riêng đều là những việc làm sẽ không mang lại điểm lành và cái phim tài liệu này cho chúng ta thấy hai khía cạnh tâm linh và những con người tin vào những gì hiện hữu nhưng mà có một điều mà phim đã thống nhất là ở trong các phiên tòa từ cổ trí kim thì sẽ không có bất kỳ yếu tố hoặc bằng chứng trình tòa nào mang yếu tố tâm linh được phép xuất hiện bạn thì sao bạn tin vào khía cạnh tâm linh hay là tin vào những logic khoa học thì hãy để lại ý kiến bên dưới Tốt là vui vẻ đừng quên đăng ký giờ reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào xin chào và hẹn gặp lại